Nhưng mà bạn đi làm bên này là được 6 năm rồi đúng không? Đúng rồi, 6 năm rồi. 6 năm rồi thì cái cơ duyên nào khiến bạn lại có tư tưởng là đi đầu tư vào bất động sản, khi mà mình thấy là bên này các bạn kiếm được tiền và cũng có khá là nhiều người gửi tiền về quê để mua sắm này nọ, cũng như là để đi đầu tư hoặc là sửa nhà hoặc là mua xe ấy. Thì bạn lại đi đầu tư bất động sản. Thì bây giờ hiện tại là mình cũng có tư tưởng như này, là có nghĩa là bây giờ cái số tiền mình để ngân hàng thì nó cũng trả được mấy, nên là mình mới gọi là đầu tư vào. Thì có nghĩa là mình xác định để lâu dài ấy, thì nói chung là nó cũng là một cái khác gì gọi là gửi ngân hàng đâu. Biết đâu được sao cái đầu tư vào bất động sản nó có thể nó gấp rất là nhiều lần so với ngân hàng. Đấy, nên là tớ chỉ gọi là tính đơn giản vậy thôi, đúng không? Vậy lý vậy thôi. Ok, thực ra là đi đầu tư bất động sản thì chẳng ai nói hay được. Chỉ đến khi mình bán có lời thì mới gọi là hay được. Tuy nhiên thì mình dựa vào những cái câu chuyện thực tế có sẵn từ những cái đôi khi là những người bạn, những người thân trong gia đình hoặc là những cái người hàng xóm của mình ấy. Cách đây bao nhiêu năm họ cũng đã đầu tư những cái mảnh đất như này, sau đó thì đến bây giờ họ đã được như thế này. Thì những cái câu chuyện này mình nghĩ là xung quanh bạn nó có sẵn, dẫn đến là cái tư tưởng của mình là cũng mong muốn là có một cái sở hữu một cái mảnh đất ở một cái vị trí nào đó mà nó phù hợp với tầm tiền của mình, để mà mua được một cái mảnh đất nó vài ba tỷ ấy, thì nó là một cái câu chuyện nó đường dài đường xa. Tuy nhiên thì khi mà đi làm bên này để mà tích lũy được vài ba trăm hoặc một tỷ để mua một mảnh đất, trước tiên là mình có đã, thì sau này khi mà mình cần những cái sản phẩm, những cái bất động sản mà ở những cái khu vực mà nó phát triển, ví dụ như gần nhà mình hoặc là ở Hà Nội hoặc ở trung tâm nào đó, thì lúc đó mình có thể bán đi, mình gom về. Chứ để bây giờ mà mình nghĩ gom đủ tiền mà đi mua ấy, thì lúc đó đất nó đã có thể nó lên một cái mức giá nào đó rồi, đúng không? Thì thầy Huấn Hồng cũng dạy cho bằng câu là đi làm quả đời không bằng lời một lô đất đấy. Thì à, mình cũng gọi là một cái câu nói truyền cảm hứng cho mình, có cái động lực. Thì gọi là tích tiểu thành đại, đúng không? Đấy, đúng rồi. Bây giờ là mình cứ mua khoảng độ tầm chục cuốn. Sau đó thì 10 năm sau mình sẽ bán chục cuốn này đi, thì mình sẽ mua được một cuốn nữa thôi. Nhưng mà đôi khi một cuốn đó nó sẽ là ở một cái quận nào đó, hoặc là ở một cái nơi nào đó nó rất là phát triển và nó rất là sầm uất, thì lúc đó mới là cái đích của anh em mình. Còn những cái sản phẩm này thì bản chất là anh em mình sẽ mua để phần đa phần mọi người sẽ mua để tích lũy, để đầu tư sinh lời. Đúng rồi, chứ không phải nghĩ về gọi lợi nhuận ngay trước mắt thì cả, mới gọi là mình tính về lâu dài thôi, để đấy thôi, sau này có thể mình sử dụng chẳng hạn. Ok, cảm ơn bạn, chúc bạn và gia đình sức khỏe này, công việc của bạn luôn luôn thuận lợi này. Và đấy, vẫn là một câu chúc là sớm lấy vợ. Tiến là năm nay là cũng 30 tuổi tròn rồi. Đi làm việc bên Nhật rất là chịu khó, chăm chỉ. Có tiền thì mọi người dùng một ít tiền đi tán gái, nhưng mà Tiến cất hết tiền đi mua đất, cho nên là chưa có thời gian. Gửi bạn bên bạn nam giữ hộ. Chưa có thời gian đi tán gái, cho nên là sau 30 nồi bánh chưng rồi vẫn cô đơn một mình ở bên Nhật. Cho nên là cũng mong rằng là thông qua cái video này sẽ có một vài bạn nào đó cũng đang cô đơn xem được cái video này, thì có thể là kết nối với cả bạn Tiến. Tiến đang ở thành phố nào nhỉ? Tớ bây giờ hiện tại đang chuyển về Tochigi rồi. Thôi mà ở đâu chả được. Bây giờ Nhật Bản đi bằng tàu điện nhanh lắm. Mình đi từ Osaka lên trên này 400-500 cây mà đi mất có 2 tiếng rưỡi hay 3 tiếng gì đó, thì mình nghĩ là khoảng cách không quá quan trọng. Quan trọng là gì nhỉ? Có cái câu là không quan trọng khoảng cách, quan trọng là lý do. Thì làm sao chúng ta có một cái lý do đủ lớn, biết đâu là lại có một cái người con gái nào đó thầm thương bạn Tiến, thế là hai người thương nhau rồi đến một cái kết quả là lập gia đình rồi sinh thật nhiều em bé. chỉ sau video này đấy, và cũng mong rằng là mọi thứ sẽ thành hiện thực, và chúc bạn sẽ có một công việc bên này luôn luôn thuận lợi phát triển và thăng tiến. Rồi, ok, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn nhé.